lật lại hồ sơ về trách nhiệm của người đứng đầu đối với Tổng Trọng, tại sao không? Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một kẻ tham vọng quyền lực chưa từng có. Nhiều người tiếc cho ông phải qua đời trên chiếc ghế quyền lực thay vì an vui tuổi già với gia đình và con cháu. Một trong những lý do khiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải bám ghế đến hơi thở cuối cùng vì ông sợ cá ăn kiến rồi sẽ tới ngày kiến ăn cá. Cũng bởi vì tham vọng quyền lực quá lớn, Tổng Trọng sẵn sàng hủy diệt tất cả những đồng chí cũng tham vọng quyền lực, dám nhòm ngó vào chiếc ghế của ông. Đó là lý do công luận cho rằng Tổng Trọng gây thù, chuốc oán quá nhiều, nên đã bị quả báo và câu chuyện ông Trọng bị các đồng chí trong đảng chủ động rút ống thở như đồn đoán, có lẽ từ đó mà ra. Đây cũng là một trong những lý do, theo giới quan sát, ông Bà Dũng được cho là sẽ sát cánh với Tô Lâm trong công cuộc cải tổ sắp tới đây. Và khả năng cao là mọi di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bị dỡ bỏ. Trên mạng xã hội đã xuất hiện ý kiến cho rằng cần phải giải thiêng về công và tội của Tổng Trọng để phán xét công minh trước lịch sử, ít nhất là về phương diện pháp lý. Làm điều này để cho công chúng thấy rằng sự thật Tổng Trọng là người như thế nào, có giống như cỗ máy tuyên truyền của nhà nước Việt Nam tô son chát phấn bấy lâu nay hay không. Công luận cho rằng công cuộc đốt lò của Tổng Trọng thiếu sự công bằng và hành xử theo lối nhất bên trọng, nhất bên khinh. Rõ ràng ông Trọng thiên vị với các đối tượng cùng phe phái, cùng một sai phạm có quy mô như nhau, thậm chí là lớn hơn rất nhiều lần, nhưng người của phe ông Trọng thì sẽ an ổn, chỉ bị kỷ luật rất nhẹ nhàng qua loa rồi cho hạ cánh an toàn. Trong khi các nhân vật không cùng phe thì Tổng Trọng chỉ đạo xét xử với những bản án hết sức nặng nề. Đó chính là lý do vì sao ngay sau khi ông Trọng qua đời, vấn đề xử lý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về trách nhiệm người đứng đầu đã được đặt ra. Dù có ý kiến phản đối khi cho rằng nghĩa tử là nghĩa tận, bỏ qua chuyện của quá khứ bất kể đó là tội lỗi gì, đa số người dân Việt Nam có thể quên hay không biết rằng lúc sinh thời Tổng Trọng từng ban hành chỉ thị xử lý tất cả các quan chức tham nhũng bất kể họ đã nghỉ hưu, thậm chí đã qua đời để thu hồi tài sản tham nhũng. Trong 3 năm đầu nửa nhiệm kỳ Đại hội 13, hàng loạt các lãnh đạo cấp cao đã buộc phải thôi chức, từ nhiệm hay tước bỏ tất cả những chức vụ trong quá khứ. Do đó, việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với Tổng Trọng là điều cần thiết nếu như có đầy đủ chứng cứ đưa ra. Kể cả việc làm rõ đại án Siputra, khu đô thị Nam Thăng Long, mà ông Trọng trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm thất thoát của nhà nước tới hơn 3.000 tỷ đồng khi đó, làm số tiền rất lớn. Theo giới chuyên gia, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đã được hiểu là khi xảy ra vi phạm tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, thì người đứng đầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy tại sao trong thời gian qua, một loạt các quan chức cấp cao trong bộ máy đảng, nhà nước, chính phủ cũng như quốc hội đã bị xử lý kỷ luật và phải chủ động xin thôi chức như ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai v.v. Nhưng trách nhiệm người đứng đầu lại không bị xử lý. Đây là câu hỏi đặt ra cho ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công luận cho rằng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phe cánh là những nạn nhân trực tiếp trong cái gọi là đốt lò chống tham nhũng của Tổng Trọng. Nay đã đến lúc ông Bà Dũng cần đề nghị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho lật lại hồ sơ để xử lý nghiêm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ để làm gương. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin lật lại hồ sơ về trách nhiệm người đứng đầu với Tổng Trọng, tại sao không? Liệu Đinh La Thăng có được Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải cứu hay không? Việc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là sẽ sát cánh với Tô Lâm trong một cuộc cải cách cho thấy di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là bị dỡ bỏ, đặc biệt là công cuộc đốt lò và sự lựa chọn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Theo thống kê, danh sách những ủy viên Trung ương Đảng bị loại đến ngày 17 tháng 8, nếu tính trên 180 ủy viên chính thức đầu khóa 13, thì tỷ lệ hao hụt lên tới 14,4%. Danh sách này chỉ gồm những người đã bị loại bỏ do bị kỷ luật nhưng đã chủ động xin thôi chức, không tính những trường hợp nghỉ vì các lý do khác. Trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã để lại di sản là việc các quan chức trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Việt Nam ăn không thừa chừa một thứ gì của dân. Một kẻ tham nhũng như Võ Văn Thưởng vào ngày 20 tháng 2 năm 2023 từng phát biểu rằng ngoài lợi ích của nhân dân thì đảng ta không còn lợi ích nào khác. Công cuộc đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng thể hiện sự bất công theo lối nhất bên trọng, nhất bên khinh. Ông thiên vị những người cùng phe cánh, dù cùng một sai phạm quy mô như nhau, nhưng có người bị khởi tố hình sự với bản án hết sức nặng nề,
nhưng người thuộc cánh hầu của ông Trọng thì chỉ bị kỷ luật nhẹ nhàng qua loa rồi cho hạ cánh an toàn. Thậm chí người cùng phe với ông Trọng phạm tội nặng hơn vẫn được cho qua. Chỉ cần so sánh hai trường hợp, cùng là cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là Đinh La Thăng và Lê Thanh Hải thì thấy rất rõ. Trong một thể chế chính trị độc đảng như ở Việt Nam, việc có quan chức tham nhũng hay lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi là điều tất nhiên, vấn đề chỉ là tham nhũng quy mô lớn hay tham nhũng nhỏ. Công luận thấy rằng nếu sử dụng cách Tổng Trọng chỉ đạo, áp tội trong Đinh La Thăng thì có đến 99% là lãnh đạo cấp cao đều phạm tội cả. Vậy mà ông Thăng lại là ủy viên Bộ Chính trị duy nhất phải nhận bản án tù trên 40 năm, làm tròn thành 30 năm. Tới mức ra trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng phải thốt lên cay đắng: hãy đối xử với tôi như một con người. Khác gì ông Thăng nói rằng Tổng Trọng còn ác hơn cầm thú. Trong khi đó, hàng loạt các quan chức cấp cao khác từng nhận hối lộ hàng triệu đô la thì được rút kinh nghiệm và cho thôi chức mà thôi. Ông Lê Thanh Hải, một kẻ mệnh danh là sâu chúa, qua hai lần bị kỷ luật, cuối cùng cũng chỉ cách hết chức vụ cũ, đã hết nhiệm kỳ và được hạ cánh an toàn. Đó là lý do những ngày gần đây trên mạng xã hội có bình luận cho rằng ông Đinh La Thăng, một đệ tử của Nguyễn Tân Dũng, sẽ sớm được xem xét giảm án, tiến tới được đặc xá, ân xá, tương tự như bị cáo Chu Ngọc Anh, một đệ tử của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để tính được khả năng vừa kể trên, vì ông Thăng chưa chấp hành đủ một nửa bản án. Trong lúc đó, ông Tô Lâm vừa nhậm chức đang phải giải quyết muôn vàn chuyện đại sự quốc gia. Nhưng cũng có nhận định cho rằng ông Nguyễn Tân Dũng, một lãnh đạo gốc Nam Bộ, một người có trách nhiệm cũng như có tình thương với các đàn em, chắc chắn đã có các cách để giải cứu ông Đinh La Thăng cũng như những đàn em khác là nạn nhân của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó, với tình hình nhân sự lãnh đạo cấp cao tại thời điểm hiện nay, việc các khối tư pháp như Bộ Công an, Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao đều nằm trong sự bao trùm và chi phối của Tô Lâm. Việc cái gọi là trường hợp đặc biệt ngoại lệ sẽ được áp dụng như cách Tổng Trọng thường sử dụng trước đây. Trong một thời gian không xa, ông Đinh La Thăng có thể sẽ được giải cứu. Đây là một sự bất ngờ ít ai nghĩ đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin liệu bị án Đinh La Thăng có được Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng giải cứu hay không? Công khai mối quan hệ với cựu Thủ tướng Ba Dũng, Tô Lâm đang tính toán điều gì? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời sau hơn 13 năm nắm vỡ cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tang lễ của ông Trọng với không khí hết sức nghiêm trang, thì nụ cười khó hiểu của ông Nguyễn Tân Dũng đã khiến dư luận nổi sóng. Thái độ khó hiểu của ông Ba Dũng cũng như cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khiến cho người ta nghĩ đến phát biểu của Tổng Trọng rằng mình phải như thế nào thì người ta mới như thế chứ. Nghĩa là những hành động gây thù, chuốc oán của ông Trọng trước đây với ông Ba Dũng và các đồng chí trong đảng đã khiến ông phải trả giá. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Trên mạng xã hội có không ít ý kiến nghi ngờ, phải chăng cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng sẽ trở lại chính trường? Tại đại hội lần thứ 12, Tổng Trọng với sự giúp sức của ban lãnh đạo Bắc Kinh dường như đã thành công loại bỏ ông Ba Dũng. Mặc dù trước đó, ông Dũng nhận được sự ủng hộ của gần 80% ban chấp hành Trung ương Đảng. Đó là lý do vì sao tại hội nghị Trung ương 6 khóa 11, Tổng Trọng từng đề nghị tập thể ban chấp hành Trung ương Đảng tiến hành kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nhưng bị đa số ủy viên Trung ương bác bỏ. Sau đại hội Đảng lần thứ 12, ông Tô Lâm là người từng là thư ký riêng của Thượng tướng Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng, một nhân vật thân tín và trợ lý về an ninh, tôn giáo của Thủ tướng Ba Dũng, đã trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Tô Lâm vốn dĩ là một cáo già trong ngành công an, nên dễ dàng qua mắt được Tổng Trọng, nhanh chóng trở thành một nhân vật được tin cẩn và giúp sức cho ông Trọng gặt hái được những thành công trong công cuộc đốt lò. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Trọng, Bộ Công an của Tô Lâm đã trở thành công cụ đắc lực, sẵn sàng đè bẹp bất kỳ ai theo ý ông Trọng. Trong hơn 8 năm ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã đủ lông, đủ cánh. Thêm vào đó, kho dữ liệu về các hồ sơ nhúng chàm ở quan chức cấp cao được thành lập khi sức khỏe của Tổng Trọng gặp vấn đề do tuổi cao sức yếu. Tô Lâm đã chính thức bộc lộ kế hoạch đảo chính không tiếng súng và đã thành công mỹ mãn. Hàng loạt các ứng viên cho chức vụ Tổng Bí thư tại đại hội lần 14 là những nhân vật thân cận được Tổng Trọng dày công đào tạo nâng đỡ đều bị Tô Lâm xóa sổ chóng vánh. Chỉ trong vòng có 73 ngày, từ một ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nắm giữ 2 ghế trong 4 ghế tứ trụ của Đảng. Cuối cùng, quan hệ giữa cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và Tô Lâm đã được truyền thông nhà nước gián tiếp xác nhận. Vào sáng ngày 17 tháng 8, Đảng ủy Công an Trung ương
và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, tại buổi lễ có sự hiện diện của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với dáng ngồi oai vệ bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo giới phân tích, ông Bà Dũng từng tuyên bố với các tướng lãnh quân khu 9, nếu có vấn đề gì thì tao sẽ quay lại. Nhưng đó đã là câu chuyện của gần 10 năm về trước. Hiện tại, ông Bà Dũng đã 75 tuổi và không phải là kẻ có tham vọng quyền lực cao, cho nên khó có khả năng cựu Thủ tướng trở lại chính trường một lần nữa. Theo giới thạo tin, đứng sau kế hoạch đảo chính mềm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước đây hay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hiện nay, chắc chắn có bóng dáng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là một thông điệp cho thấy ông Tô Lâm sẽ tiếp tục đi theo con đường cải cách mà ông Dũng đã bỏ dở sau đại hội lần thứ 12. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin công khai mối quan hệ với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tô Lâm đang tính toán điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.